Dự án đường Vành Đai phía Tây Đà Nẵng có chiều dài 19 km với kinh phí đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Tuyến đường đã được thông tuyến, tuy chưa bàn giao, nhưng đã bộc lộ nhiều bất cập ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ về an toàn giao thông. Tại xã Hòa Phú, trong quá trình thi công, đã xảy ra tình trạng ngập úng, sạt lở, đất đá tràn vào nhà dân, ruộng vườn bị bồi lấp, kết nối giao thông bị ngăn cách tại các thôn Hòa Thọ, Đông Lâm, Hội Phước. Từ cuối năm 2023, người dân đã kiến nghị nhưng chưa được Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông thành phố Đà Nẵng giải quyết dứt điểm. Ông Trần Thống là một hộ dân sống ngay dưới tuyến đường Vành Đai phía Tây Đà Nẵng. Ông Thống cho biết, mỗi lần mưa xuống là ngập úng, dân lo sợ núi sạt lở sẽ cuốn trôi tất cả. Người dân đã kiến nghị có giải pháp khắc phục nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Mưa nước bùng cam cho chạy phủ hết xuống đây luôn mà. Nước chuyện gì nổi. Chứ đó, bởi bên nhòa đồng xa đi kè, rồi đây ra hơi bỏ tặng, đi đây rồi đường. Không phải ai mà chợ nó lòn đây là mình sợ núi nó sọt này. Đó, quay lên cái cảnh núi trên kia nữa kìa. Chợ ra núi, sợ núi nó sọt xuống là mùa người đây là đồ rưỡng xuống hết rồi, dương giả ngờ, nó tống nhòa luôn. Mỗi lần mưa trên kia là nó đổ sách xuống đây mà mỗi lần mưa là dân ở đây khổ lắm, đi không được. Các học sinh rồi mọi người đi là đều ngã hết. Nguyên nhân là như thế nào chú? Nhân là do con đường này nó làm nó không có đất ta ly đồ này kia, không làm mương máng kìa. Nên nước bùn nó xuống hết đây. Có nhiều lần rồi nhưng mà có giải quyết được gì đâu. Cái đường đó bây giờ người ta làm người ta đi đâu hết rồi, bây giờ biết cái đâu có kêu ai được đâu mà. Cái đứa là chính quyền cho công trình đâu, chứ biết ông nào đâu có kêu. Trong khi đó, tại xã Hòa Ninh, đường vành đai này đã làm tuyến đường liên thôn qua thôn 5 bị chia cắt, khiến địa bàn thôn 5 bị chia làm nhiều khu vực. Ông Nguyễn Hữu Nhân, trưởng thôn 5 cho biết, toàn thôn có hơn 150 hộ dân, nay chia thành 3 khu riêng biệt. Từ cụm dân cư của thôn ở phía Nam, ngược lên cụm dân cư phía Tây, nối với các thôn Hòa Trung, Trung Nghĩa, thôn 1 của xã Hòa Ninh, nay bị ngăn cách bởi tuyến đường vành đai. Do đường liên thôn bị ngăn cách, điểm quay đầu lại xa, người dân muốn đi lại trên địa bàn phải đi ngược chiều, vi phạm pháp luật về giao thông, rất nguy hiểm. Cô dân ở đây là mãi 2 năm đi rồi là cử nhà gần đây là đi quanh rồi đó. Bực nhiều lúc bực lắm, mà họ đi từ đây rồi họ lui xuống đó. Họ bị tẻ hay chân mà cô chạy đó, cô chụp kéo xe lên nghe, rất khổ lắm. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo thành phố đã đi kiểm tra thực tế dự án và đã có chỉ đạo khắc phục. Vị trí sạt lở tại xã Hòa Phú, Ban Quản lý đã xử lý bước 1 bằng các giỏ đá ngăn sạt trượt. Phần đồi núi thành phố đang giao Sở Tài nguyên và Môi trường tính toán đưa vào quy hoạch khai thác khoáng sản. Riêng phạm vi người dân phản ánh ngập úng bùn đất, ban đã chỉ đạo bổ sung cống thoát nước dọc tuyến nên cơ bản ổn định. Đối với các vị trí đấu nối, hiện ban đang hoàn thành các thủ tục pháp lý để làm đường dân sinh, hoàn trả lại cho người dân.